Minh Hải miền Đông xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay tôi tiếp tục quay trở lại để gửi tới các bạn với một câu chuyện. Và tôi mong rằng đây là một câu chuyện hay để cô chú anh chị trong và ngoài nước lắng nghe, chia sẻ và bình luận về câu chuyện này. Trước khi vào câu chuyện, tôi không quên gửi tới một lời chúc cô chú anh chị mạnh khỏe, bình an, luôn luôn hạnh phúc và may mắn trong cuộc sống. Giờ đây tôi kính mời các bạn hãy lắng nghe chi tiết về câu chuyện này. Hơn 7 giờ sáng, ô xin bưng cháo vào mời bà Thoan ăn. Thấy người bà lạnh ngắt, không động đậy, cô ta sợ xanh mặt, vội vã chạy ra ngoài hét ẩm lên: "Cậu mợ ơi, bà mất rồi." Và từ ngày lấy vợ giàu có, cuộc đời của Tiến bước sang một trang mới. Nghiễm nhiên một thằng nhà quê, nghèo kiếp xác, không có địa vị xã hội như anh, giờ lại có nhà mặt phố ở, đi xe tiền tỷ và ông sếp trong một công ty lớn. Tiến được như vậy là nhờ tất cả vào nhà vợ. Nếu không có nhà vợ giàu có và quyền thế nâng đỡ thì có lẽ giờ Tiến vẫn mãi mãi là thằng nhân viên quèn với mức lương 4 triệu đồng một tháng. Nổi tiếng là hám tiền và mê vật chất, nên lúc nào Tiến cũng nghĩ tới chuyện làm giàu và thừa kế khối tài sản kích xù của mẹ vợ. Bố mẹ vợ chỉ có một mình vợ Tiến là con duy nhất. Từ ngày cưới vợ đến nay cũng được hơn chục năm, lúc nào người ta cũng thấy Tiến cúi đầu nịnh nọt nhà vợ đủ kiểu. Nhưng bà Thoan, mẹ vợ của Tiến thì ghét anh ra mặt. Nhiều lần bà không nể nang gì mà xỉ vả Tiến trước bao người. Bà luôn suốt ngày ca bài ca: "Nếu không có nhà tôi giúp đỡ thì anh mãi chỉ là thằng nhà quê nghèo hèn mà thôi. Liệu mà ăn ở không tôi đuổi thẳng." Biết thân phận ở rể chẳng khác gì chó chui gầm trạt, nhục lắm. Nhưng vì nhà vợ giàu, Tiến sẵn sàng chịu nhục để được cuộc sống sung túc và để cả gia đình mình dưới quê được thơm lây. Càng ngày thấy con rể càng nhăm nhăm đòi lên chức phó giám đốc của công ty chồng mình, bà Thoan ghét Tiến ra mặt. Với Tiến, bà chẳng có chút lòng tin nào cả, và lại có khi anh ta chỉ trực bà già yếu và thậm chí là chết để anh ta thừa hưởng gia tài tiền tỷ của nhà bà mà thôi. Càng nghĩ đến chuyện sự nghiệp, tiền của cả đời hai vợ chồng bà phấn đấu mà nhỡ may mai này có mất mà rơi vào tay thằng con rể hám tiền, thì điều này liệu sẽ như thế nào? Bà không thể chấp nhận được điều đó. Nếu Tiến hám tiền đến mức đó thì thà bà để số tiền đó ủng hộ trẻ em nghèo còn ý nghĩa, có ích hơn cho thằng con rể không biết đạo lý. Càng nghĩ về tương lai sau này, bà càng lo. Liệu bà lo sợ ấy có xảy ra hay không? Nằm trần trọc suy nghĩ, bà bỗng nghĩ ra một cách thử lòng con rể khá hay. Với cách này, bộ mặt thật của con rể sẽ lộ ra hết thôi. Bà sẽ giả bị cảm chết đi, xem sau khi đọc tờ di chúc giả, con rể bà sẽ phản ứng như thế nào. Nhưng chưa thử bà cũng biết kết quả là nó hám tiền rồi. Thôi, thì nhân cơ hội này vừa vạch mặt vừa dạy cho nó một bài học mới được. Tối hôm đó, bà lọ mọ dậy soạn một tờ di chúc viết tay. Nội dung di chúc viết nếu bà có mệnh hệ gì thì số tài sản sẽ chuyển cho đứa con nuôi của bà ở bên Mỹ. Cất tờ di chúc đó dưới gối, bà lên giường nằm ngủ và sáng bà cố tình không dậy, giả nằm bất động một chỗ như đã chết để xem phản ứng của mọi người và đặc biệt là con rể như thế nào. Hơn 7 giờ sáng, ô xin bưng cháo vào mời bà Thoan ăn. Thấy người bà lạnh ngắt, không động đậy gì, cô ta sợ xanh mặt, vội vã chạy ra ngoài hét ẩm lên: "Cậu mợ ơi, bà đã mất rồi." Nghe thấy vậy, vợ chồng Tiến hốt hoảng chạy vào phòng bà Thoan ngay lập tức.
thương. Vợ Tiến khóc hết nước mắt khi thấy mẹ nằm im một chỗ như thế này. Tiến thì cứ đi đi lại lại, vẻ mặt đầy băng khoăn lo lắng. Lát sau anh bảo vợ bế bà dậy cố đi viện xem thế nào, còn nước còn tát. Thấy thế bà Thoan cứ nằm im xem vợ chồng Tiến cư xử như thế nào. Khi Tiến vừa bế mẹ vợ lên, tờ di chúc rơi xuống đất. Thương vội nhặt lên rồi bảo chồng xem qua. Tiến gắt lên với vợ một câu khiến Thương vừa sợ vừa cảm thấy có lỗi. Em làm sao vậy? Di chúc thì cứ để ở đó. Mẹ đang như thế này mà em nghĩ đến chuyện di chúc ư? Gọi xem xe cấp cứu đã đến nơi chưa? Người bà vẫn còn ấm, giờ biết đâu đến bệnh viện vẫn còn hy vọng. Chắc vài phút nữa là họ tới thôi. Không phải anh trông mong được nhìn thấy di chúc của mẹ bao năm nay sao? Mẹ viết di chúc nói để lại tất cả cho cô My, con nuôi của mẹ ở bên Mỹ. Anh này, vậy là mẹ không để gì cho chúng ta ư? Em thật là, giờ phút này mà vẫn nghĩ đến tiền nong. Anh không ngờ em là con mẹ lại hành động như vậy đấy. Xe cấp cứu đến, Tiến vội bế thóc mẹ vợ lên xe, vào viện. Suốt một tiếng đợi mẹ vợ cấp cứu, vợ chồng Tiến lo lắng không thôi. Không biết bà có qua khỏi hay không, mà không hiểu sao bà đã viết sẵn di chúc để lại như vậy. Vừa vào phòng cấp cứu, bà đã mở mắt tỉnh dậy, khiến tất cả y bác sĩ ở đó được một phen thất kinh. Giải thích các kiểu cho mọi người hiểu là bà chỉ giả chết thôi. Bà nhờ mọi người để bà trong này một tiếng rồi hãy cho ra, và bảo với vợ chồng Tiến bà đã qua cơn nguy kịch, chỉ cần nghỉ ngơi là khỏe thôi. Đúng một tiếng sau, y tá chuyển bà về phòng nằm. Biết mẹ vợ không sao, vợ chồng Tiến thở phào nhẹ nhõm. Nắm chặt tay bà rơi nước mắt, Tiến ôm lấy mẹ vợ, khóc thút thít khiến tất cả mọi người cứ ngỡ anh là con đẻ của bà. May quá, mẹ không sao rồi. Mẹ mà ra đi chắc chúng con hối hận cả đời mất. Cả đời mẹ vất vả hy sinh vì chúng con nhiều rồi. Vậy mà mẹ đã 50 tuổi vẫn chưa được nghỉ ngơi. Vợ chồng con tệ bạc quá mẹ nhỉ. Tôi lại tưởng anh mong đến ngày tôi về với bố con Thương chứ. Mẹ, sao mẹ lại nói như thế? Tuy con là con rể của mẹ, mẹ không ưa con, nhưng thời gian làm con của mẹ, con đã coi mẹ như là mẹ ruột rồi mẹ ạ. À, thế anh không giận mẹ chuyện là mẹ để lại hết tài sản cho con My chứ? Dạ không mẹ ạ. À, chỉ cần mẹ ở bên chúng con là được rồi. Con hám tiền và tham lam thật đấy. Nhưng những thứ mẹ cho con đã quá nhiều và đủ rồi mẹ ạ. À, dù mẹ để lại tài sản cho ai cũng vui lòng hết ạ. À, bà Thoan gật đầu, giơ tay lên xoa đầu con rể. Bà không ngờ thằng con rể hám tiền và suốt ngày nịnh nọt bà lại tốt tính và thương bà đến như vậy. Thế mà bao năm nay bà cứ nghĩ xấu về Tiến và cho rằng anh luôn âm mưu chiếm đoạt tài sản của bà. Giờ thì bà rõ rồi, bà may mắn cho được thằng con rể biết yêu và trân trọng vợ như thế nữa. Chưa bao giờ bà rơi nước mắt vì con rể, vậy mà lần này thử lòng bà đã khóc và xúc động. Khóc vì những hiểu nhầm giữa bà và con rể đã được xóa bỏ. Vâng, thưa quý vị và các bạn, một câu chuyện có một cái kết rất là hay. Giữa là mẹ vợ thử lòng con rể. Tôi cũng mong cô chú anh chị lắng nghe, bình luận và chia sẻ về câu chuyện này. Đến đây thì tôi xin tạm dừng video lại. Hẹn gặp quý vị và các bạn trong những video tiếp theo trên kênh của Minh Hải Miền Đông. Xin chào, tạm biệt.